đấy. Đi từ bút ra. Ok, hello mọi người nhá. Hôm nay là đang tiến hành làm trong quả bầu đồ nướng vịt. Anh em đang hình dung trước mặt anh em là một cái siêu phẩm bầu hơi mô tô, và mình thiết kế từ 100% là inox anh em ạ. Giá thành của cái bộ inox này là nó nằm có khoảng độ bao tiền chút nhỉ? Vâng. Cả hai cái ống kia mới lại cái bầu này là hơn một củ anh em ạ. Đấy thì đang rất là khó khăn làm quả bồ đẳng cấp quá anh em ạ, theo ý kiến anh em chưa lớn luôn. Đang mài cái này trông cái một cười quá, mình quay cho anh em xem cái này. Dạ dạ nhà cháu 0764. Cô bán được chưa? 102. Đó các bạn ạ, khá là ok. Mài xong mình sẽ test thử. Có nên test thử cho anh em xem không chú? Đó. Có test thử được các bạn xem luôn không? Test luôn. Chắn luôn à? Không, mổ test luôn. Cho quay phim á. Ơi đi lại gần cho anh em xem, vừa rồi là chạy bộ marathon mệt quá, ngồi nghỉ ngơi tí. Ơi mỗi nhà này anh em đặt đặt tiêu chuẩn nhá. Đấy anh em ạ, đi ra ông ạ, công xem xem. Ơi cái thợ hàn mới tuyển dụng của tôi mới làm ngày đầu đây mà đòi lương 2 triệu một ngày đây. Anh em nhìn cái mỗi hàn này thấy ok không? Chưa cần nào được, cháu thay đổi đi mà 2 triệu là khác người rồi đấy. Mình mượn văn nhưng mà mình phải biết cải tạo đấy đi đấy. Mình phải biết nó thành của mình. Mối hàn không biết đẹp hay không nhưng mà lúc mà chuyển mài nhắn đi là mất hết anh em ạ. Cứ gần chín là được. Bầu này là nãy mình chắc thử rồi. Hôm nãy có test thử anh em ạ. Cái này mài xong test cho anh em xem. Test thử rồi mình cảm giác khá là ok đấy. Nhân này anh em cùng chờ đợi nhá. Mình hứa hẹn với anh em một sản phẩm khá là tuyệt vời rồi. À con máy của mình này, nó quay thì nó âm thanh nó không được chuẩn. Đây là cái máy này mình đang cầm này, quay kênh vlog thôi, mình tiện để mình quay thôi. Còn nếu mà âm thanh chính xác ấy, thì anh em có thể ghé kênh Nhất TV vào chủ nhật nhé. Nhất TV vào chủ nhật có âm thanh sắc nét, có máy thu đàng hoàng ở trên kênh TV thì âm thanh nó sẽ chuẩn hơn. Còn nó cái máy này thì nghe nó vẫn ở mấy video trước thì mình vẫn thấy chưa ok, video này không biết làm sao. Các bạn thì cũng khen là mà ok rồi nhưng mà mình cảm thấy chưa ok. Bên ngoài nghe hay hơn đấy các bạn ạ. Đấy các bạn ạ. Lốc này rùng lốc khá là dày đấy. Rồi nha mình xem. Dày luôn chứ nhỉ. Cái lối này bọn mình không làm cân đâu anh em ạ. Cái lối này làm lệch xuống mé dưới là tí, mé này to hơn này. Tại vì nó sẽ phù hợp với cái phần khuôn vỏ body của mình ấy. Nên là các bạn thắc mắc thì mình giải thích luôn rồi đấy. Cái lối này thì người bán làm mấy làm cân gì ấy. Vậy á, cháu tưởng là cứ làm cân nó mới đẹp. Đó, để nó bắt hơi nó ra, hơi lệch lệch tí nó đi nó tốt hơn. Vâng. Mà nhắn đi là gì ấy, nhưng mà cái này nó bắn lắm. Cái này lốc này hàn nó bắn khá là mạnh em ạ, kiểu nó nhiệt độ nó cao hơn đấy. Mà cách chỉ nhanh á. Cháu nào ngoài anh thu mới được rồi. Ok, đẹp đấy. Ô cái này mà chế cái nắp mà đút con gà vào luôn. Yeah. Ô ví dụ cái mấy cái mình đút trứng vào rồi cũng được, ăn đút ngô, đút bắp ngô vào đấy. Mẹ cái xay ngô.
đút bắp ngô vào đó nổ lên là kéo thành bắp rang bơ ấy, xong mình cho tí bơ vào khá là hợp lý. Một cái ý tưởng mấy nữa mình sẽ làm cái vlog cho anh em xem. Bộ này là nướng được thịt quá nè. Công nhận nó lốc mà nó sạch chứ nhỉ. Còn mấy nữa mình sẽ mua một tảng thịt về mình quấn xung quanh này. Mình đang cắt cái tấm tôn này anh em ạ. Đây anh em nhìn xa xa này có mấy cái tấm tôn cắt dở đây. Để mình cái này mình sẽ lót gầm nhé. Đấy, lót gầm thì lót các cái hốc bánh xe này này để cho nó đi ra ngoài đường nó đỡ bị đất cát bám vô. Mình cứ mài nhắn như này, đoạn nào mà cảm thấy thiếu ấy hoặc nó phần lỗ ấy thì mình sẽ hàn lại anh em ạ. Bình thường này các bạn ở trên vlog trước bảo là về phần bô này thì mình sẽ nên đi tìm thợ làm bô này, người ta sẽ chuyên sâu hơn, nhưng mà bọn mình muốn tự làm thì nó sẽ ý nghĩa hơn và mình sẽ làm theo cả sở thích của mình ấy. Đến cơ đến thợ thì mình không làm theo ý của mình được, không đo đạt ở máy móc này nữa này. Cháu ngay đây rồi, còn cháu ở đây nữa, đằng sau này, cô mẹ cháu có nhà đâu, đâu nhớ. Gậy luôn. Đây là thợ làm bô có tâm nhất năm luôn. Nè, đã xong. Như cái con vịt ấy. Hay là cái này nổ thử phát có không có bô và khi lắp cái này vào. Mình đang đặt cái tiêu cho ô tô anh em ạ. Thì theo anh em là lắp ô tô thì mình, đây là bầu hơi mình tự chế và mình đang mua cái tiêu ô tô trên mạng này thì anh shop anh đang gửi cho mình thì chắc là khoảng 3-4 hôm nữa thì có lẽ là sẽ mình sẽ để ở clip ở trên kênh Nhất TV mọi người nhé. Cái này thì nổ qua cho anh em xem thử tí. Mình bên ngoài mình khẳng định với anh em là rất là hay rồi, nghe như ô tô có độ bô ấy. Chú nhỉ? Con nó nổ thử đi. Con nó biết là nó không vô nhá. Ok. Như mọi đợt đấy. Và cứ nổ. Con này mới. Ông mình lên tham quan chương trình nha, các cháu làm ăn đến đâu rồi, hết đâu. Rồi. Chưa vô này. Mình xem ông mình. Đây là cái tiếng chưa có bô. Còn cái phần bô thì tháo ra lắp vào rất đơn giản nên là có thể là thích làm sao thì mình sẽ chơi làm vậy anh em ạ. Mình có cái đai này để giằng lò xo mà. Ok. Ok. Cái này mình chưa giằng lò xo, mình cứ lắp tạm bắn tự. Đây mình cho anh em xem cái góc nhìn này như kiểu con Batman luôn này, mình sẽ phóng to này. Cháu chỉ sợ nó bắn vào mặt cháu. Nghe né một bên nào chú cho nó lỗ nè.
ok. Bản thân mình, chú mình, ông mình cũng cảm nhận là cái bô này nó khá là ok, uy lực, nghe nó hợp lý. Nó không kiểu âm không đều như hôm trước đúng không nhỉ? Này nghe đều. Nhưng hôm trước thì nghe nó, tức là bô nọ bô kia nó ra so le nhau ấy, nó không được đều. Hôm nay thì mà vẫn có tiếng của bô nổ chứ. Bộp. Thì cái bô nó cũng chỉ thiết kế theo kiểu hơi khí thôi mà. Cái bình này của mình khác thì bô đâu mà. Test được mấy nữa làm cái chụp test ra hai ống xả. Mình đang mua một cái chụp titan anh em ạ. Chụp vừa titan chỉ lắm. Ra. Rồi ra có cái lửa. Lửa té khoái luôn ý. Nhưng mà cái video này thì trong video không biết anh em thế nào, tại vì mấy clip trước mình đăng thì anh em cũng khen, nhưng mà mình cảm giác quay trong video mình nghe lại thì thấy video nó vẫn nghe đấy, gỗ nó bị chói chói hay sao ấy. Bên ngoài nghe ấm hơn, cháu thấy vậy. Bên ngoài nghe ấm hơn hẳn luôn. Ngoài nghe thích lắm. Mấy cái máy cháu đang cầm này máy nó yếu, còn nó cái máy mà quay phim ở trên kênh Nhất TV thì nó sẽ chuẩn hơn đấy. Thì anh em mà quay kênh Nhất TV nhá, ở trên đấy những sản phẩm, những cái video bọn mình hoàn thiện. Anh em thông cảm tí bởi vì điều kiện kinh tế chưa quá, tôi toàn phải mà quay bằng máy hơi xuống cấp một chút. Máy này nó xuống cấp, máy này mình mua 4 năm. Mà mình có làm kênh Nhất Shop ấy, anh em nhớ đăng ký ủng hộ nhá, dưới phần bình luận đấy. Đăng ký ủng hộ mình mấy đồng làm idol TikTok anh em ạ. Thế nhá, cảm ơn anh em theo dõi clip của mình. Và mình sẽ phải kết thúc video để tiếp tục hoàn thiện nhá. Cuối tuần này có clip cho anh em xem trên kênh Nhất TV. Bye mọi người, hẹn clip tiếp theo.